biết thầy nên dùng thuốc diệt cỏ đây mà chắc nghĩ Xuân Trường mách nước cho thầy bác cách làm lẩu Thái. Chưa bay pet là may rồi, không rút kinh nghiệm chặn CMT như pet Incheon gì cả. Nhưng lý do Xuân Trường bị hủy hợp đồng lại là do bàn kiến tạo thứ hai tại ngay sân nhà Buriam mặt cười. Có thể bạn không biết cả một khoảng thời gian đá cho Buriam, Xuân Trường chỉ ghi được một bàn thắng một đường kiến tạo. Có hiểu cái cảm giác đấy không? Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Chả lẽ mình lại đứng lên chửi nó, mày nghĩ mày là ai à? Kiến hay, thành phần, huấn luyện viên Việt Nam, các cầu thủ Việt Nam, y tế Việt Nam, cổ động viên chính Việt Nam, các bạn Thái Lan, Lào, Cam, Sinh nói tiếng Việt. Thế ai làm SLV trưởng, tao đề nghị cử Thái Lan đi đại diện luôn đi chứ suốt ngày thấy bóng đá Thái Lan bơi ở ao làng chết đuối biển lớn mà vẫn gáy được xứng đáng anh hùng. Đờ mờ nghĩ cái cảnh Messi Việt Nam truyền cho Messi Thái, rồi căng ngang cho Messi Lào là tao đã thấy đứng cu rồi. Đá mỗi quả phạt góc thôi, à mà thôi. Giờ mới thấy Thái nó khôn chưa, ảnh này phải chế Xuân Trường dắt Văn Lâm về mới đúng. Đây cũng là Adama Traore, nhưng người Tây Ban Nha. Vẫn là Adama Traore, nhưng người bờ biển Nga. Cặp Việt Nam mình thì còn ngáo hơn bởi chúng ta có Bùi Thiên Dung và cả Bùi Thiên Dung nữa. Còn quỹ đỏ duy nhất còn thi đấu, còn lại là quỹ Hường, quỹ Hải, quỹ Sứ Hạ à. Rất may anh đã đi trước khi MU trở thành tiệm thuốc tây bán thuốc ngủ, thuốc trợ tim, thuốc thoát vị đĩa đệm rồi thành nhà hát của những tiếng cười. Nực cười Rooney có danh hiệu cá nhân nào không, cu của tao đen vậy nhưng nó là nghệ sĩ nhân dân rồi nhá, nghệ sĩ nhân dân tấu hải v. Dạp xiếc mất đi nghệ sĩ hài thì còn gì, nhà tạo mẫu tóc cũng đi lốt, còn hai giảng viên há vợt với nghệ sĩ đàn thì năm sau chuyển qua môn bóng bầu dục là đẹp. Hắn muốn qua Serie A để cạnh tranh trực tiếp versus Ronaldo danh hiệu của bóng vàng.